Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh show Review. Các bạn xem video hãy giúp Soul một like, share, comment và đăng ký kênh Soul Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất, những cái phi kiếm ở trước mặt lưu động, khiến đám người đều dừng lại nhìn chăm chú tới phía trước. Trong lúc có không ít phi kiếm lượn qua lượn lại, thường xuyên uống dầu cá, Giang Ái Kiêm tinh mắt nhận ra trên mặt đất phía trước có thi thể. Mượn nhờ ánh sáng yếu ớt bên trong động, một cái con hàng tu hành giả đang nằm thẳng cẳng. Giang Ái Kiếm lập tức chạy tới, ngồi xổm xuống xem xét một hồi cảm nhận được hơi ấm trong không khí hắn đoán rằng con hàng này cũng vừa đi đắp chiếu không lâu trước đây bị người ta cho một gõ đi chầu tổ tiên lục châu thấy thế thì có chút hồ nghi chẳng lẽ là thành viên của ám võng sao dù sao cũng là ám võng mang đá chặn cửa để vào ăn hàng trước nhưng mà giang ái kiếm quay về nhẹ giọng lắc đầu không phải là người của đan tâm tông điều này làm cho tần quân cũng phải nghi hoặc cái đám đan tâm tông kia không hảo hảo ở nhà núp lùm luyện đan chạy tới đây làm cái quần què gì cứ chứ giang ái kiếm vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói đúng ra thì không chỉ có đan tâm tông còn có thiên sư đạo hoành cử học phái thất tinh sơn trang cũng tới kiếm khư hiếm lắm mới mở ra được một lần bọn hắn làm sao có thể vắng mặt được chứ phải đến hóng hớt ăn hồi nghe đám này nói nãy giờ tiểu diên nhi nghe xong cảm thấy vô cùng kỳ quái ngoái đầu lên tiếng hỏi sư phụ cái thanh ma kiếm này có tốt như vậy sao thiên giai trí bảo lục châu nhẹ giọng giải thích vừa nghĩ tới nếu chỉ nói vẻn vẹn thiên giai thì tựa hồ không thể miêu tả hết được giá trị của nó liền bổ sung bên trong thiên giai cũng là mặt hàng tối thượng phẩm đám tu hành giả hóng hớt đi theo nãy giờ cũng hồ hởi vô cùng thượng phẩm bất quá cũng chỉ là một cái từ hình dung mơ hồ nhưng là đầy đủ nói ra giá trị của ma kiếm lúc này rất nhiều phi kiếm bị nguyên khí rung động từ từ bay qua hướng về đám người mà tấn công giang ái kiếm khẽ mỉm cười cũng đem long ngâm kiếm gọi ra long ngâm kiếm tách ra kim quang chói mắt kiếm cương lượn vòng lập tức đánh bay mấy thanh kiếm bắn tới giống như vương giả của kiếm dễ như ăn cháo những thanh kiếm này bị ăn đòn nằm tứ tung trên mặt đất khiến cho đám tu hành giả đang núp lùm cũng hú hồn chim én nhìn cái đám kiếm nằm la liệt trên mặt đất giang ái kiếm khẽ cất giọng khinh thường hoàng giai thôi sao quá là thất vọng mà long ngâm kiếm của hắn cũng lại lần nữa đút vào trong vỏ đám tu hành giả đột nhiên nhận ra những cái trường kiếm bị đánh rơi kia lại lần nữa rung động dường như muốn bay vào bên trong kiếm trận giang ái kiếm lại rút kiếm của hắn ra cầm trong tay vẻ mặt câu có khó chịu quả nhiên là cần phải hủy đi mới được thực sự quá phiền phức mà trên mặt đất những thanh kiếm kia đang không ngừng rung động lúc này đám tu hành giả núp lùng vội vàng chạy tới mỗi tên ôm lấy một thanh kiếm mà kinh hô hoàng giai a à, ha 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 là hoàng giai kiếm ta muốn ta muốn tối thiểu là nhập giai rồi đám này phải nhanh tay chứ không để giang ái kiếm hủy đi thì toang cả đám thừa dịp phi kiếm không có trở về liền đoạt vào trong tay rất nhanh đã bị cướp sạch sẽ thấy cảnh này giang ái kiếm chán nản thật đúng là kiếm phế phối với người phế mà tần quân cũng chó cậy gần chủ cao giọng quát cầm kiếm cút đi nếu không muốn đi đắp chiếu thì liền nhanh cút ra bên ngoài đi lục châu nghe con hàng này bố đời thế thì cũng ngạc nhiên đa tạ tiền bối đám tu hành giả hớn hở cảm tạ bọn chúng cũng tự biết thực lực của mình có được kiếm này đã là cơ duyên lớn rồi đừng có cám ơn ta muốn cám ơn thì hãy cám ơn vị tiên sinh này tần quân làm ra cái động tác bợ đuýt lục châu đang chắp tay sau đuýt giang ái kiếm và tiểu diên nhi cũng phải nhìn con hàng này bằng ánh mắt khác hơn 10 tu hành giả hướng về phía lục châu bái tạ đa tạ tiên sinh lập tức hệ thống nhắc nhở thu hoạch được 12 người thành kính lễ bái thu được 120 điểm công đức còn những tên tu hành giả chưa cướp được hoàng giai kiếm lúc này lựa chọn tiếp tục đi theo ăn hôi đám người lục châu phía trước tiếp tục truyền đến âm thanh thảm thiết như lợn bị chọc tiết lục châu phong vân khinh đạm bước vào bên trong phạm vi kiếm trận hộ thể cương khí của bản thân cũng mở ra thoáng cảm thụ một chút kiếm trận kéo theo khí lưu cũng gây ra tổn thương không cao cương khí thần đình cảnh của hắn vẫn có thể ngăn cản được nhìn thấy cảnh này giang ái kiếm học theo tần quân nệ hót một phen vẻ mặt búng ra đá lão tiền bối đối với nguyên khí khống chế quả thực xuất thần nhập hóa vãn bối bội phục lục châu nghẹn họng cũng không thèm để ý tới con hàng này tiếp tục bước đi vào bên trong kiếm trận không bao lâu sau đoàn người đã đi tới chỗ sâu nhất của kiếm khư một màn trước mắt khiến toàn bộ người đều rung động vô cùng ở giữa chính là một cái mộ bia cao chót vót không thấy đỉnh trên bia mộ khắc lấy lít nha lít nhít những bí văn mộ bia còn bị tám cái xiềng xích to lớn từ các phương hướng khác nhau trói lại vững vàng sừng sững ở khu vực trung tâm của kiếm khư tại xung quanh bốn phía của mộ bia khắp nơi đều tán lạc trường kiếm có đủ các loại hình dạng dài có ngắn có to có nhỏ có trên bầu trời xung quanh bia mộ từng dòng phi kiếm đang xoay tròn càng là số lượng nhiều không kể xiết giống như bầy cá biển đang bơi lội lục châu cùng với giang ái kiếm và tiểu diên nhi cùng dần dần bước lại gần ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bia mộ cái đam hóng hớt đi theo tên nào tên nấy đều cũng sừng sốt xen lẫn hào hứng vô cùng bọn chúng chưa có kiếm trong này số lượng nhiều như thế quả nhiên là thời tới không cản nổi rồi hết nhìn tám cái xiềng xích lại nhìn thấy từng dòng phi kiếm đang uốn lượng xung quanh mộ bia bầu không khí có chút quỷ dị những cái dòng phi kiếm đang xoay tròn kia giống như muốn đẩy lùi tất cả những tu hành giả muốn tới gần tiếp cận mộ bia toàn bộ bị đánh lui cơ hồ trên 100 tu hành giả ở từng cái xó xỉnh gắt gao nhìn chằm chằm vào cái khối bia mộ kia lục cho đối với những cái kiếm vớ vẩn này không có chút hứng thú nào cả thực sự không có hứng thú mục tiêu duy nhất lúc này của hắn chính là muốn tìm về được một phần cuối cùng của thiên thư khai quyển tàn thiên vì vậy lên tiếng hỏi đồ vật của lão phu hiện tại đang ở nơi nào tần quân lúc này đột nhiên không biết vì sao lại chỉ về phía một nơi xa xa có hào quang nhỏ yếu mà lên tiếng ở chỗ kia có một cái hành lang tiểu diên nhi nghe xong cũng phát hiện ra điểm này nhìn về phía con hàng giang ái kiếm lên tiếng tựa hồ như là cái đường hành lang đi thông tới mộ tổ tiên nhà ngươi đấy làm cho giang ái kiếm cạn lời với cô nhóc lời nói của tiểu tổ tông này nói ra thật sự là á khẩu không cãi được chỉ bất quá những cái lời này cũng là sự thật mà tần quân bây giờ lại lo lắng không yên vì làm sao có thể đi qua được cái kiếm trận này chứ thất tuyệt trận dựng lên làm chứng ngại vật sợ rằng đi qua rất khó lục châu cũng đang suy nghĩ tới cái vấn đề này kiếm trận có rất nhiều phi kiếm lại có uy lực to lớn trừ phi có thể xé rách không gian để bay qua nhưng mà một tấm thẻ đạo cụ là tuyệt đối không đủ được vạn nhất bên trong hành lang có cái cạm bẫy khác thì sao đúng vào cái lúc này những tên tu hành giả sớm mò tới phụ cận của mộ bia hướng về phía kiếm trận mà công kích một con hàng cao giọng cổ vũ nghe khẩu lệnh của ta đánh hạ kiếm trận những người tới sau hãy xếp hàng vào phía sau đi giang ái kiếm nghe xong thì khó chịu cho người xếp hàng sao đều là người đến tìm vận may xem có kiếm được thanh kiếm tốt nào không thế nào còn muốn xếp hàng chứ giang ái kiếm hắn nghe xong cũng có chút mơ hồ tần quân thấy thế thì cười nói có quá nhiều người tới đây thập đại danh môn thì tới ba môn khẳng định chắc chắn sẽ được ưu tiên lựa chọn còn lại những cái tiểu môn phái khác rơi vào cái thế yếu nhất định phải nhất trí đoàn kết chính đạo thích nhất chính là làm mấy cái loại quy củ không có ý nghĩa này kết quả là để quyết định quyền sở hữu chiến lợi phẩm vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện lúc này cái đám tu hành giả kia đã tụ tập thành đoàn hoàn toàn chính xác là lơ lửng trên không trung cái đám này cũng nhất trí cử ra lãnh đạo lâm thời từ hắn để chủ trì tiết tấu tấn công cái đám này liền bắt đầu vây quanh mộ bia một lần nữa xông tới đối chiến với dòng phi kiếm kia âm thanh hô hào vang vọng động quật tấn công nhìn cái cảnh chiến đấu này phóng viên mặt vuông hóa thân thành anh chột mắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trưởng ấn kiếm cương đạo ấn phật ấn đủ các thể loại giống như thiên hoa loạn trụy cùng với phi kiếm chém choang choang giang ái kiếm nhìn cảnh này thì say sưa vô cùng thật đúng là phải khen ngợi cái đám người này cũng rất thông minh giống như là ngư dân đánh cá vậy sau một đợt tấn công xuống của cả đám trên không trung rơi xuống không ít phi kiếm có nghĩa là kiếm trận yếu đi một phần nhưng mà có thể rất nhanh những cái khí lưu kia nhanh chóng cuốn những phi kiếm khác từ trong kiếm chủng để bổ sung một lần nữa gia nhập quỹ đạo cấp tốc xoay tròn. Điều này làm cho đám khán giả núp lùng cũng cảm thán xen lẫn hoảng sợ, cái người có thể bày ra được cái thất tuyệt trận này, đích thật là con hàng thiên tài điển hình con nhà người ta mà, thất tuyệt trận luôn có thể cuốn lên số lượng phi kiếm đầy đủ, vờn quanh cái mộ bia mà phi hành không dứt. Lúc này, tên lãnh đạo lâm thời của đám tu hành giả cũng lơ lửng lùi ra bên ngoài, dừng tay đã, chuẩn bị lại đội hình để chiến tiếp một lần nữa. Tần Quân nhìn thấy cái đám này vừa mới đánh rớt được một đám phi kiếm, lắc đầu lên tiếng, bọn chúng cũng không có vượt được bao nhiêu kiếm người thiết kế thất tuyệt trận này há lại không nghĩ tới cái điểm này sao thời điểm số lượng kiếm thiếu nhất định thất tuyệt trận sẽ lần nữa hội tụ lại cướp đoạt kiếm của bọn hắn con hàng này không hiểu sao đi vào đây thì cái gì cũng biết rất quỷ dị nghe hắn nói đột nhiên giang ái kiếm giật bắn mình ôm khư khư long ngâm kiếm của mình sớm biết thế này thì hắn đã không thèm mang kiếm tới đây hắn vẫn luôn cảm thấy cái lần này đi sẽ phải chịu thua thiệt tần quân khẽ cười trấn an hắn đừng có lo lắng thất tuyệt trận sẽ ưu tiên cướp đoạt những phi kiếm vốn thuộc về thất tuyệt trận lúc này cái tên tu hành giả lãnh đạo lâm thời đang lơ lửng trong không trung đột nhiên phóng dám bay về phía đám người lục châu đi tới trước mặt tên này nhẹ nhàng lên tiếng hỏi xin hỏi các vị là môn phái nào không môn không phái giang ái kiếm thần nhiên đáp con hàng kia nghe xong lập tức quay xe giọng cũng trở nên âm trầm vậy thì mời các vị liền lui về phía sau đây chính là thất tuyệt trận nếu như để nó đả thương vậy thì cũng đừng hối hận đó dứt lời con hàng này liền bay về phía đội hình tu hành giả chuẩn bị đại chiến vòng hai tiểu diên nhi nghe thấy tên này bố đời như thế vẻ mặt cao có căn ống tay áo đang muốn nổi cơn tam bành táng cho đám này một trận thì đột nhiên lục châu thản nhiên lên tiếng để cho bọn hắn làm trước đi chỉ có lục châu mới ngăn được con sư tử nhỏ thuộc về quận hà đông này dừng cơn tam bành lại cô nhóc lập tức nhu thuận gật đầu ánh mắt long lanh nhìn sư phụ một đám người vô nàng mà thôi thích xông phá chiến đấu để làm pháo hôi vậy thì cứ để mặc kệ bọn chúng đi thôi giang ái kiếm lại chạy tới xung xoe lão tiền bối anh minh chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh thực tế hắn dừng một chút rồi lại bổ sung cái này rất phù hợp với phong cách hành sự của ta Tiểu Diên Nhi nghe vậy cũng cạn lời với con hàng này, ánh mắt khinh bỉ trước độ mặt dày của hắn. Tần Quân liền nói chen vào, lên tiếng nhắc nhở, phải cẩn thận đề phòng đám người của Tam Đại danh môn, mục tiêu của bọn chúng chỉ sợ cũng là thanh ma kiếm kia đó. Cùng lúc này, ở bên trong một cái tiêu trúc thanh u của ám võng, Tư Vô Nhai đang nhàn nhã nằm phơi nắng, đột nhiên Diệp Chi Hành xuất hiện không người bẩm báo, "Giáo chủ, phương hướng kiếm khư có hồi âm." Lão tiền bối đã tiến vào bên trong kiếm khư, nói tới đây, hắn dừng lại như muốn chờ đợi mệnh lệnh từ Tư Vô Nhai. Nhưng mà hú hồn chim én, Tư Vô Nhai nghe xong thì đột nhiên mở to con mắt, cau mày lại. Sau đó đứng bật thẳng người dậy, lên tiếng ra lệnh, ngươi lặp lại một lần nữa. Điều này làm cho Diệp Chi Hành hắn sững sốt, bởi vì cái này là lần đầu tiên từ khi hắn đi theo Tư Vô Nhai, nhìn thấy được giáo chủ có ba động mạnh mẽ như thế, vì vậy liền thành thật trả lời, "Lão tiền bối đã tiến vào kiếm khư." Tư Vô Nhai nghe xong thì không nói gì cả, ngồi xuống ghế cái bịch một cái, cúi đầu âm trầm không nói gì. Sắc mặt có chút trở nên cứng ngắc, hắn không vì vậy mà nổi giận, nhưng có thể cảm giác ra được Nội tâm của hắn đang rất phẫn nộ, liên tục lắc đầu, sư phụ à sư phụ, ngài lại làm hỏng đại sự của ta rồi. Hết tập 271, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.